thì nó cái tỉnh nó phát triển là phải rồi chứ phải mà dốt nát quê mùa dưới quê là giờ là nó mạnh lên rồi. Yes. Are you still on? No, we up now. Đây là thành phố Đà Nẵng nè bà con. Người ta nhổ dừa từ Tam Quan đem ra đây trồng. Đà Nẵng Beach. And they dig up all the banana coconut in the countryside and grow in the city. Đi đây tạm biệt. Beautiful. Trời ơi, biết bao nhiêu ngàn cây dừa nhổ ra anh. Quá đẹp. Mình phải cho là 10 điểm về vấn đề là cây xanh tại thành phố Đà Nẵng. Đúng không tài xế? Đó. Đây là một sự là gọi là ý tưởng mới. Đây.